Hôm nay bác sĩ Tài sẽ gặp trực tiếp Minh Anh để xem xét vết thương trên mặt con nhỏ. Dạ. Kết quả sao rồi chị? Dạ, cũng chưa có kết quả cụ thể chị à. Chị đừng có lo lắng quá, bác sĩ này rất giỏi. Thiệt tình là cũng may nhờ có anh chị. Nếu như không có anh chị với Hải Đăng thì má con tôi cũng không biết phải làm sao nữa. Chị yên tâm, như tôi đã nói, vợ chồng tôi sẽ lo lắng chu toàn cho hai chị em nó, kể cả phẫu thuật thẩm mỹ nữa. Gia đình tôi sẽ không bỏ mặc hai chị em Minh Anh đâu. Chỉ có điều tôi muốn hôn ước của Hải Đăng và Minh Anh phải được hủy bỏ. Lần này coi như Minh Anh từ cõi chết trở về. Hãy để con bé bắt đầu một cuộc sống mới, không dính líu tới Hải Đăng nữa. Tôi biết nói ra chuyện quỷ hôn lúc này có hơi nhẫn tâm, nhưng trước sau gì cũng phải nói, thà nói trước đỡ lằng nhằng. Trời đất ơi, trời đất ơi, trời ơi, trời ơi, chị hai, chị bị sao vậy? Trời ơi, nguyên cái nhà mình bốc mùi hết trơn á, trời hả? Chị sao vậy? Chị có chuyện gì hả? Không có, không có gì đâu. Trời, hồi sáng này á, em thấy con Minh Anh á, cái mặt nó cũng lo lắng, căng thẳng y chang như chị vậy á. Giờ em nhìn chị cũng y chang như nó vậy. Có phải bác sĩ nói gì mà chị giấu em đúng không chị hai? Chị hai, hay là sức khỏe Minh Anh tệ hả chị hai? Phải không? Không phải, bác sĩ chưa có kết luận gì hết. Mà chắc vậy cho nên là con Minh Anh nó mới hồi hộp lo lắng thôi. Ờ. Mà còn chị, em thấy chị cũng thất thần lắm á. Chị đừng có gạt em là chị cũng lo lắng y chang như nó nha. Đúng không? Có chuyện gì phải không chị? Nói cho em nghe đi, đừng có giấu em. Hồi trưa mẹ của Hải Đăng gọi điện tới, muốn gặp chị để nói chuyện. Gọi chị gặp mặt để nói chuyện, chắc là chuyện không vui nên mặt chị buồn nè, đúng không? Đúng không? Chị muốn quỷ hôn. Cái gì? Quỷ hôn? Trời đất ơi, gì kỳ vậy? Sức khỏe của mình anh chẳng phải là đang hồi phục rất là tốt hay sao? Đáng lẽ là bên đó phải gọi cho chị để hai người làm sao tổ chức đám cưới cho tụi nó chứ. Cũng không thể nào trách chị được hết. Chị lo là sau này sức khỏe của Minh Anh không đảm bảo, không làm tròn bổn phận của người vợ người mẹ. Nhưng mà bác sĩ có nói vậy đâu. Mà dù bác sĩ có nói vậy đi chăng nữa, cũng không có thể nào mà chia cắt tụi nó được hết trơn á. Trời đất ơi, cái chuyện này á, mà Minh Anh nó biết được, chẳng khác nào mình giết nó chết thêm lần nữa chứ. Thì đó, chính vì vậy mà chị em mình giấu, không có cho con Minh Anh nó biết nghe. Thôi, để cho nó yên tâm điều trị nha. Không được, em không có bỏ qua chuyện này đâu. Em phải gọi điện cho Hải Đăng, em hỏi cho ra lẽ mới được. Em muốn biết là có phải là nó đang muốn nản, nó đang muốn chán cháu của em hay không. Thôi mà cô Út, chị cô buông đừng ra, để đó cho em. Hải Đăng à, có phải là con đã nản lòng, con muốn bỏ rơi Minh Anh, có phải vậy không con? Dạ đâu có. Sao tự nhiên cô Út hỏi vậy? Con trả lời cô Út đi, là có phải như vậy không con? Dạ không đâu. Con đang rất mừng khi biết sức khỏe của Minh Anh đang dần hồi phục trở lại. Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ xong, con sẽ làm đám cưới liền. À, thiệt vậy hả? Vậy cô Út yên lòng rồi. Lúc nãy cô Út còn lo. Mà sao tự nhiên cô Út lại nghĩ là con rời bỏ Minh Anh? Ờ, là má của con đến gặp chị hai cô Út, đề nghị là muốn hủy bỏ hôn ước. Ờ, cho con xin lỗi. Tại vì má con nhất thời lo lắng quá cho nên mới nói vậy thôi. Nhưng mà cô Út yên tâm, con sẽ lựa lời khuyên giải má con, rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi. Con mong là bác vợ của Út đừng phiền lòng má con. Không không, hai chị em của cô Út không có phiền lòng gì hết á. Miễn là nghe được câu khẳng định của con là cô Út an lòng rồi. Như vậy là đám cưới của tụi con
có tổ chức hay không là do sự quyết định của con, đúng không con? Dạ. Hải Đăng à, Minh Anh nó là đứa hiền lành tốt bụng, lại còn giỏi giang hiếu thảo nữa. Nó cũng yêu thương con rất là thật lòng. Nếu như mà quỷ bỏ hôn ước, chắc là nó sống không có nổi đâu. Dạ, cô Út yên tâm, tình yêu con dành cho Minh Anh không bao giờ thay đổi. Nhìn thấy em ấy chịu bao đau đớn về thể xác như vậy, con lại yêu Minh Anh nhiều hơn. Không đời nào con rời bỏ cô ấy đâu. Chỉ vì chuyện không may mà đám cưới của tụi con bị tạm hoãn lại. Nhưng mà sau khi Minh Anh thật sự hồi phục, tụi con sẽ lập tức làm đám cưới. Con chắc chắn với cô Út. Đánh cắp số phận, 20 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy trên truyền hình Vĩnh Long 1, phát sóng song song và xếp lại độc quyền trên ứng dụng THVLI.